Video giới thiệu chức năng trình bày nội dung của màn hình tương tác dành cho giáo viên. Các môn học được trình bày trên cùng một màn hình, kéo thả mượt mà, lưu trữ tức thời, hình ảnh trực quan. Màn hình tương tác cảm ứng MacHub E7520 được tích hợp phần mềm Bartholoclass phù hợp với việc giảng dạy trong thời đại giáo dục 4.0. Đầu tiên với công cụ hình học, khi chúng ta mở một khối hộp có thể thay đổi được kích thước to, nhỏ bằng cách kéo các trục ngang dọc. Chúng ta cũng có thể xoay để xem lại tất cả các mặt và cạnh của nó theo chiều dài, rộng, cao. Ngoài việc chèn văn bản, giáo viên cũng có thể chèn hình ảnh, chèn ghi âm hoặc đoạn video. Tài liệu giảng dạy được đồng bộ hóa với máy chủ nên giáo viên có thể truy cập và tải tài liệu ở bất cứ đâu. Tạo bảng và trình bày thông tin dễ dàng ngay cả bằng ngón tay. Tích hợp chức năng bảng cùng các công cụ hỗ trợ giảng dạy môn học, toán, lý, hóa, ngoại ngữ, địa lý, hình học. Giáo viên lịch sử có thể chèn sơ đồ một cột mốc lịch sử từng cái một để cho thấy được sự phát triển của dòng thời gian lịch sử bằng cách nhấn vào các tệp đa phương tiện hoặc liên kết đính kèm ở mỗi phần. Nhờ đó, lớp học lịch sử sẽ trở nên hấp dẫn hơn. Ngoài ra, các học sinh cũng có thể cùng tương tác trên cùng một màn hình cho các nội dung bài học phù hợp. Giáo viên toán có thể chèn phương trình hoặc công thức toán và có thể yêu cầu học sinh giải một phương trình trên màn hình và cũng như cho học sinh một số gợi ý bằng cách hiển thị công thức có sẵn. Chức năng ghi lại màn hình và lưu trữ nội dung bài giảng. Chức năng này phù hợp để giáo viên có thể gửi bài giảng cho những thành viên vắng mặt trong lớp học tức thời. Hoặc sau khi kết thúc tiết học, giáo viên có thể sử dụng video ghi lại để kiểm tra và nâng cao hiệu quả giảng dạy trong từng tiết học. Trong những tiết học sau, để bắt đầu bài học, chúng ta khởi động màn hình, sau đó đăng nhập và chọn nội dung đã chuẩn bị. Dễ dàng xóa lớp nền bằng lòng bàn tay để hiển thị nội dung đã được che giấu, thao tác và viết linh hoạt trong từng cái trạng, mang lại một sự trải nghiệm mượt mà. Giáo viên khoa học xã hội có thể sử dụng biểu đồ tròn hoặc biểu đồ cột để minh họa các số liệu thống kê. Nhập các dữ liệu vào bảng và màn hình tương tác sẽ tạo ra một bản đồ. Khi giảng bài, giáo viên có thể truy cập vào các công cụ giáo dục như công cụ hình học, công cụ vẽ đồ thị, mô hình hành tinh. Nếu các bạn có bài thuyết trình PowerPoint, bạn cũng có thể đưa chúng vào màn hình tương tác MacHub E7520 và làm cho buổi thuyết trình của bạn sinh động hơn. Sản phẩm màn hình tương tác cảm ứng MacHub E7520 hàng được phân phối bởi công ty DDF Việt Nam. Liên hệ ngay 0917 000 575.